nhà luôn nha. Rồi, hello cả nhà. Hôm nay anh em tụi mình lại tiếp tục đi chuyến dạt ban đêm nữa nha cả nhà. Rồi cũng clip hôm nay cũng xin thông báo với cả nhà một cái tin xúc động đậy luôn. Là anh em mình sẽ đổi cái tên kênh của anh em tụi mình là thành là Anh Em Auto Hài Hước nha anh em. Không có săn bắt auto hài hước nữa, nhưng mà anh em lại hỏi là auto hài hước, anh em auto hài hước nha. Anh em mình cũng có làm một cái kênh bên nhỏ nữa là Anh Em Auto Vlog đó. Anh em mà anh em chưa biết thì qua đăng ký cũng ủng hộ anh em tụi mình luôn nha. Rồi hôm nay anh em tụi mình sẽ đi cũng với là 3 người tiếp anh em. Anh tài xế lúc này bận bịu nhiều quá, trồng da kiếm tiền đi trồng văn anh em. Kiếm tiền đặng đi trồng văn đặng cho đẹp trai lại, chứ để nó hở lỗ nó gió vô đau bụng hoài à cả nhà. Đó là kêu tài xế cười hoài mất đó. Bởi vậy anh em thấy những clip mà dán mặt tài xế bây giờ là hiểu anh tài xế kiếm tiền đi trồng văn nghe nha. Rồi anh em tụi mình hôm nay đi thôi cả nhà ơi. Tiếp tục theo chân anh em tụi mình hôm nay có dạt đi nữa nha. Hôm nay kiếm chục mấy khoát lực cái cả nhà. Thì lực anh em mình là 5 con đó, nay kiếm 6 con còn lại có cho lên chục mười mấy thôi mới chịu phá cái lực. Ok anh em, let's go. Cầu bờ anh em. Quá đẹp. Cầu bờ xanh hả? Xanh anh em ơi. Thánh ăn cá cũng đã lụm được con cò xanh nhảy qua hòn đá nghe cả nhà. Lụm nha anh em. Lụm liền, lụm gạo liền, hết chạy liền. Ở hàng con cò xanh quá đẹp. Rớt cò trắng nè. Sau một hồi vòng quậy thì anh em mình cũng bắt được con cò trắng ra này nghe cả nhà. Đây lụm nha anh em. Nãy anh em mình lội sập lên sập xuống ở chảnh dữ lắm nha anh em. Cực khổ nó mới được em cò trắng nha. Ok vô giọng tiếp tục anh em ơi. Là sao vậy mọi người? Rớt nè nè. Thánh nó kéo làm gì vậy? Làm gì đó? Tao không thấy rồi đó. Thánh nó kéo làm gì? Em tưởng nó lại gần nó mới bắn. Nó đậu đâu vậy? Tao cũng đâu thấy đâu. Mình tưởng là Khánh nó kéo lại gần mới bắn cả nhà, ai ngờ không hay thấy luôn. Ủa con cọ nằm mới bắn đâu rồi? Nằm trên đầu luôn nè, kế bên luôn nè. Ủa đã thấy đi xuống mà sao giờ đi lên? Phải chữa con cọ. Nằm trên đọt á. Ôi con cọ không thấy luôn cả nhà ơi. Tao tưởng là mày gìn. Mày bắn mà tao thấy mày gìn hoài tao bắn luôn. Tiện đâu đang ngồi con cò đất xuống không hay luôn cả nhà. Ok. Ok cả nhà. Hôm nay được một con em cò xanh đó cả nhà ơi. Là anh em mình được một con cò trắng với 2 cò xanh nha. Ok. Quá dữ. Quá đẹp luôn. Vô rộng. Vô rộng. Tiếp tục anh em ơi. Nhớ săn vạc là sao dính còn không ạ? Đây săn vạc toàn dính còn thôi nè. Luôn á. Kia anh em ơi, đúng rồi nghe anh em. Thanh đăng cái hạ được con vẹt đang bay nhưng mà cái bãi hơi bị xa cả nhà. Đúng lắm. Quá xa luôn mà cái bãi này nó hơi bị thủm nữa. Nước này cũng thủm nữa. Đây hết. Đây Thanh đăng kéo tới giáo luôn cả nhà ơi. Rồi, Thanh đăng cái hạ được con vẹt đang bay cả nhà. Quá trời nặng luôn. Nặng á, vẹt nặng y luôn trời. Rồi đây cả nhà. Rồi, vô học mũi của anh em mình luôn nha. Ban cò đang đợi em vẹt vô chung nè cả nhà. Này cũng bộn nè, 4 con nè cả nhà. Ok, tiếp tục cả nhà. Đó. Ôi nó bay. Châu đạn dưới trời. Bảo ơi, xanh đi. Rất Bảo anh em ơi. Ủa xanh xanh. Giờ Linh nhớ sẽ lên lụm em cầu xanh này cả nhà. Đây nha, cầu xanh nè. Dạ, trời ơi nó xanh. Ok anh em. Cầu xanh nha anh em. Tiếp tục cầu xanh, vô gỗng tiếp. Hôm nay anh em bắn dạt mà dạt nó nhát quá anh em ơi. Dạt hôm nay yếu quá. Được có con dạt rồi. Bố em cò con dạt nghe cả nhà. Ok, tiếp tục nữa em ơi. Con nữa. Bảo anh em. Ôi. Trời ơi, bọ nó nhát. Bọ đầu mùa nó nhát chứ ta. Xanh anh em. Rất quá đẹp. Quá đẹp anh em ơi. Lắm. Thì anh em mình anh Linh Ngáo cũng hạ được con cò xanh nữa nha cả nhà. Ấy da. Trời ơi. Quá đẹp anh Linh Ngáo ơi. Cũng hơi nhiều nha, không có dạt mà hơi nhiều nha. Tiếp tục vô gọng con cò nữa nha cả nhà. Ok. Tiếp tục cả nhà ơi, let's go. Tái nó vợ. Xong chuyến đi săn dài đằng đẳng luôn nè, khá là mấy tiếng đồng hồ thì anh em tụi mình cũng bắn được một số cò, có con dạt à cả nhà. Và anh em sẽ bắt tay vào việc. Hôm nay không phải mùa cò nhưng mà bắn được như đây là cũng dữ à. Ok đó anh em. Mồi như đây anh em cũng ăn không hết rồi, anh em cũng để dành ăn cơm chứ không có nhậu. Nhớ không nhậu nha anh em, nhậu hai khỏe. Giờ anh em mình sẽ bằng xong mình sẽ làm cò happy à, chai mật ong ha. Còn đấy chứ anh em mình nhổ lông nha anh em. Ok. Hiện tại là anh em mình đã thui xong rồi nha. Nhưng mà anh em mình sẽ quyết định là anh em mình sẽ không làm ẩm thực trong tối đêm nay. Hẹn anh em cái ẩm thực vào sáng ngày mai. Đó. Hiện tại anh em tụi mình không có buồn ngủ quá. Ủa hiện tại anh em mình đang buồn ngủ quá, không tiếp nổi rồi. Khánh Dì Cai còn sáng còn đi làm sớm nữa nên Khánh Dì Cai nó phanh tay rồi quỳ gối xin lỗi anh em tụi mình vì nãy giờ Khánh với Khánh Cá năn nỉ nên mình cho Khánh Dì Cai về sáng làm nha anh em. Hiện như đây anh em mình ngày mai anh em sẽ uống nước trà thôi chứ không chắc là đâu. Rồi ok anh em, hẹn anh em ngày mai nha, gặp lại ngày mai nha anh em. Ngày hôm sau. Rồi cò nướng lon của anh em tụi mình chính là nghe anh em. Ôi hấp dẫn nghe không? Nghe nè anh em ơi. Ôi ôi. Tưới đáo anh em ơi. Đó. Rồi bốc khối luôn anh em. Quá tuyệt vời. Được quá. Nay vắng mặt quay phim này anh em. Quay phim nay bận chuyện rồi. Đây anh tài xế ngồi anh em. Tài xế bà clip này không có đi săn nhưng mà lát hồi cũng đi làm luôn rồi. Anh là chỉ có mình với Thanh Ăn Cá mà ngồi khuyên anh em nên không nhậu nha. Nhưng anh em nướng con bia có bia cái bên đó. Nước trà. Rồi review trước đi. Thử cò nướng lon như thế nào anh. Mời em cái ức đi. Ức đi. Ức thì nó hấp dẫn này. Rồi. Con này phải này loại cái này cái ức nhỏ. Đây đây. Đây. Uống đi uống cái mới chứ. Ủa. Không ăn xin lỗi anh em nha. Mời anh em lon bia nha. Nữa thôi chứ uống nhiều quá không nọ anh em hết không hết cái nhà ơi. Để cho anh Ngáo uống cả nhà. Chấm nè. Chấm là lẫn ra. À. Đâu? Nó có khác gì mình nướng ngoài không? Nướng này nó mềm rồi nha. Nó mềm mà gia vị mà nó ấp trong lon nó không có bay đâu được, nó dính vô cò luôn. Nó thấm, nhưng mà nó mà còn thanh nữa. Tuyệt vời. Mày thấy vô làm miếng này thế. Tài xế làm cùng đi tài xế. Tiền nha tài xế cùng đi. Để vô. Nè. Dán nè. Đây để mình gấp cho tài xế ly nha, tại vì tài xế lát đi làm mình. Đang làm thôi, lát hồi mất công 7 triệu nữa anh em. Đây. Tốt nè. Tài xế. Không có đồng, nếu mà mà cả nhà cái mà cả nhà có 7 triệu đâu, 2 triệu mấy 3 triệu à. Cảm anh em mình muốn làm một clip cho anh em xem cũng đầy đủ, anh em cũng hơi khó tại vì anh em mình bận đi làm á. Ngon, thấm ngon. Bới chén cơm nè. Cò xanh, cái này là cò xanh nè, nó mềm theo luôn thấy không? Cò xanh, 4 con cò xanh không hả? 4 cò xanh, con cò trắng, riêng cò trắng thôi. Cò xanh. Nó uống nó mềm. Cho mày bắt lại. Đây chủ nhà nè, hôm nay mình bên đây chủ nhà nè. Hello cả nhà. Đó mình gọng cái. Thử cái này. Đây, mời cậu chủ nhà làm cái đùi nha. Mời cả nhà làm cái đùi. Ồ, cái đùi bóng lưỡng anh em. Để mà đừng vém cái chấm nha. Chấm phải chấm dày chứ. Hoàng á. Ừ đã. Trời ơi. Cảm giác sao? Cảm giác sao? Ngon. Cò xanh mềm mà. Thôi theo cảm nhận thì ăn vô ngon, giống nghe mùi cò. Cò ngon. Cò mà. Cò, nghe mùi vịt thì lạ quá. Quên. Cò ngon. Cho một like. Quá đã. À, anh Linh Nháo, anh Linh Nháo mời cả nhà lên chứ hả? Anh Linh Nháo là tâm điểm của team mình mà phải. Đây mình Linh Nháo nha, mình mời anh em tới gáo cái nha. Tới gáo cả nha. Mời anh em nửa ly thôi chứ cũng cái không nổi. Xếp hết luôn trời. Vô nè. Nãy nói nửa ly đó. Mời anh em cái đùi đi ha, cái đùi cò trắng đi. À rồi hết sảy luôn rồi. Đây. Đùi trắng anh em. Chấm cái này, chấm thêm chút gia vị nữa. Giúp cái. Trời đã. Dùng tay sườn. Cái này nó dạng như nó mềm á anh em. Mình dạng như mình hầm luôn, chỉ như nướng lon này như mình hầm nó thấm vô gia vị nó mềm. Thịt con cò nó mềm mà đã lắm. Nói chung là cái món này là hơi cầu kỳ, anh em mình nếu mà làm anh em một xíu giao lưu mà anh em mình sẽ có thời gian rảnh anh em sẽ làm cho anh em ăn. Rất là ngon luôn anh em. Không hề nói điêu nha. Cò trắng mà thấy anh Linh Nháo ăn vậy là cả nhà hiểu rồi nha. Mềm luôn, tới xương luôn. Quá mềm. Thì nói chung clip anh em mình cũng hơi dài rồi, xin anh em mình kết thúc clip ở đây luôn anh em ơi. Cho anh em hãy cho mình một like và một subscribe anh em. Rồi hẹn anh em clip tiếp theo nha. Bye bye.